Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Hôm rày thì mình có một cái dự án ấp ủ cũng khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp thực hiện á. Hôm nay mình quyết định rồi, phải thực hiện cho bằng được cái dự án đó ha. Nhưng mà trước tiên thì để vô thăm mấy bé gấu đi. Mình có nhân giống lên khá là nhiều và rất là may mắn khi mà mình cũng sở hữu được hai em gấu rút màu nâu ha. Đây là màu khá là hiếm luôn. Các bạn đi, để đi, nguyên một cái khu vườn này nè, toàn là gấu trúc màu đen trắng thôi ha, chỉ có duy nhất hai em này là màu nâu trắng thôi à. Cực kỳ hiếm luôn. Lúc đầu thì mình định nhân giống lên cỡ 100 em gấu trúc trong khu vực này á, nhưng mà mình sợ nhiều quá, lắc rồi với lại không có đủ không gian á, nên thôi, nhân giống như đây thôi. Vừa thôi ha, chứ nhiều quá là mệt mỏi á. Rồi, và dự án mà mình nói đến trong ngày hôm nay nó nằm ở phía bên này nè, ngay chỗ đèn hiệu luôn. Các bạn để ý bên kia là một cái kiểu như là chỗ farm bí ngô khổng lồ đúng không? Và mình muốn ở bên đây cũng là một chỗ farm khổng lồ nữa, nhưng mà là farm dưa hấu ha. Nó cũng na ná như bí ngô vậy đó. Và mình cũng có kiếm thêm được khá là nhiều những cái dưa hấu ở trong rương này rồi. Đây chính là cái nguồn giống để mình có thể nhân bản mấy cái trái dưa hấu trong thời gian sắp tới á. Nó cần khá là nhiều hộp giống đấy, nhiêu đây cũng chưa đủ đâu. Mình phải vừa làm nè và vừa nhân giống thêm thì may ra mới đủ hộp giống lận. Và để cái việc thu hoạch những trái dưa nó tiện lợi hơn thì mình sẽ vô trong nhà để chuẩn bị một cây rìu mới. Một cây rìu có chứa cái dòng mềm mại nha. Mình chỉ cần đúng dòng mềm mại thôi. Nên hy vọng là khi mình cường hóa hôm nay sẽ hên một xíu. Mình sẽ lấy kim cương ra. Dưới ba cái que. À, hai cái que thôi. Là một cây rìu mới rồi, cường hóa nha. Nam Mô Di Đà Phật giái cho con được cái dòng mềm mại liền luôn đi. Để bắt tay vào công việc luôn nào. Nam Mô rồi. Cường hóa nào. Hiệu suất. Hy vọng là có thêm mềm mại. Rồi không có gì hết luôn. Sukana vậy. Tiếp tục hiệu suất nữa nè. Mềm mại. No. Chưa có mềm mại. Lại là hiệu suất. Trời ơi, cái gia tài. Ủa, gia tài thì mình đập một lần nó ra được nhiều những cái dưa hấu hơn. Nên không ta? Nên không nhờ? Gia tài cũng được mà mềm mại cũng được. Mềm mại thì mình sẽ có được luôn cái trái dưa hấu, như vậy thì sẽ tiện hơn. Mình thích kiểu vậy hơn á. Ok, mình đã quyết định từ đầu rồi. Mềm mại mà. Đây rồi, chúng ta đã có được nó rồi. Mềm mại. Phải như vậy chứ. Ok. Không tặng gì hết hả? Ôi vậy cái không cho thêm gì luôn. Buồn hiu luôn. Cái này là rìu. Mình đây sẽ đặt tên rìu rìu dưa hấu. Rìu chuyên để chặt dưa hấu ha. Rìu dưa hấu à. Rìu dưa hấu nha. Chuyên để chặt dưa hấu luôn. Đúng bài rồi đó. Ủa giờ tối hả? Thôi tối thì đi ngủ đi. Tối ban đêm ban hôm đi lạng quạng ở bên ngoài. Ripper nó nổ cho banh xác rồi end series nữa. Mày cầm mồm đi. Dễ gì mà end mình được. Đâu có để cho con Ripper nó bán hành cho mình ha. Đêm cái là đi ngủ liền. Rồi giờ thì mình sẽ bắt tay vào công cuộc xây dựng cái chỗ farm dưa hấu khổng lồ thôi. Mình sẽ bê nguyên cái kiểu như là kích thước bên kia qua bên đây á, để mai mốt mình làm một cái bản đồ thì nhìn từ trên bản đồ hai khu vực farm này nó sẽ có kích thước tương đồng với nhau thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Và cái hàng đầu tiên nó trồng sẽ ngay ô này đúng không, là ngay đây. Và bây giờ mình sẽ làm nguyên một cái đường nước ở bên trong ha. Chính xác, vậy là đường nước nó sẽ ngay đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng làm cho nó chuẩn nhất nha. Hôm bữa bên kia mình xây một hồi nó bị lỗi hết một chỗ. Nè, mình sẽ cách ra 4 ô. Mình mới đào thêm một đường nước nha. Ồ. Cách ra 4 ô mới đào một đường nước. 1, 2, 3, 4. Tương tự đây. Ồ, chỗ này chưa lắp hết nữa. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4. Nó như vậy là hết xà lộn rồi. Rồi, mình làm dài qua tới bên kia luôn á. Mình có làm những cái cột bằng cái đá màu trắng kia kìa. Để làm cột móc á. Nên cứ canh tới khúc đó là mình sẽ dừng ha. Sau cái công đoạn mà chăm nước cũng như là đào đất ở đây thì bây giờ
mình sẽ bắt đầu đổi những cái bí ngô này sang hộp giống nha. Tới công đoạn cày cuốc rồi đó, đúng kiểu cày cuốc luôn rồi đó. Mình sẽ ở đây, ồ chờ wait a minute, một hàng ở đây, à ok, mình sẽ cuốc đây một hàng, đây một hàng, đây một hàng, đó, như vậy là đúng bài rồi ha. Tương tự rồi, dài hết cái đường này thôi. Giờ mình sẽ cuốc như vậy trước đi, để hồi hồi mình cuốc nhầm mất công lắm. Rồi, trồng vô thôi. Mình sẽ tranh thủ mình trồng sớm sớm á, cho nó mau lớn để mình còn nhân giống tiếp nữa. Chứ bao nhiêu đây á là thiếu rồi. Lần trước mình nhân giống cái chỗ farm bí ngô kia là mấy lần mới đủ á. Gán lên, gán lên. Vài hộp nữa thôi là đủ rồi. Bây giờ thì chịu khó còn đập bằng tay ha. Một xíu mà mình thu hoạch kiểu thủ công á là mình sẽ dùng hết bằng rìu để mình lấy nguyên trái. Có gì mình xây dựng thì nó cũng dễ hơn á. Giờ thì mình còn có một luống này nữa thôi là xong rồi. Đó. Cuối cùng thì cũng xong. Úi. Trời đất ơi. Chỗ này còn thiếu. Hàng gì nó mọc được trên cái luống đất của mình luôn ạ. Đây nè, đây nè. Lụm thôi, lụm thôi. Trời ơi nó đã nha. Ơ nhưng mà khoan. Ở đây á, thì mình cần phải rào lại. Để em thôi, những trái nhiều khi nó mọc ngược á, nó mọc ra ngoài này là hỏng liền. Mình phải rào lại bằng những cái cây ở phía trước này ha. Rồi sau đó ốp một lớp lá, rồi thêm một lớp kính nữa, để đảm bảo là không có quái xuất hiện ở bên trong cái ruộng dưa hấu của mình. Ok, giờ thì mình sẽ tới công đoạn là trang trí cái hàng rào cho cái ruộng dưa hấu của mình thôi. Enderman ơi là Enderman. Cái ruộng người ta, cái ruộng người ta vô đây quậy phá. Hư hết trơn rồi. Thiệt tình. Cái ruộng bí. Ủa người ruộng dưa hấu của người ta. Nữa nữa nữa. Giờ mai ơi. Trời ơi mấy con này nó quậy dữ vậy. Ruộng của người ta mà làm gì đó. Con nào vô đây mình bẻ chân hết. Kìa nước kìa nước kìa. Ripper nước kìa. Thôi con đó thì thôi không bẻ nổi đâu. Lợi của môn nó bẻ chân mình thì có. Đi ngủ. Mệt mỏi thiệt. Sáng thức dậy làm cái cổng nào. Làm cho nốt cái cổng luôn đi ha. Vậy là chúng ta đã xong được một chỗ farm tiếp theo rồi. Đây. Là một cái cổng 2x2 ha. Đó mình đi ra đi vô rất là thoải mái luôn. Nhưng mà bây giờ mình cần phải ốp thêm một lớp kính ở phía trên nữa thì đảm bảo là quái nó sẽ không có xuất hiện nữa đâu. Chứ bây giờ nè, lâu lâu vẫn còn quái nó lãng vãng ở khu vực ruộng bí ngô. Ủa ruộng dưa hấu. Sao mình cứ bị liệu quá nhỉ. Tắc hại có việc trồng bí quá 180 phút á. Thôi qua đây mình sẽ lấy thêm cát để mang về nấu tiếp ha. Nhưng mà bây giờ lại nấu cái số cát này cũng hơi nguy hiểm nha. Chưa khoan, từ từ. Nhìn kỹ. Còn có con Ripper nào đợi sẵn không? Bây giờ mình bị tâm lý ngay cái chỗ nấu đồ này rồi. Ok. Hiện tại khu vực này an toàn rồi ha. Không có Ripper. Nó làm mình bị gung với ta. Giờ nung hết số cát này để lấy thủy tinh rồi chúng ta sẽ up ở phía trên cái phần mái của cái chỗ ruộng dưa hấu ha. Bây giờ đợi cũng khá là lâu á. Trong lúc chờ đợi thì chắc mình sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó có nhiều nhiều sỏi một xíu. Để mình kiếm coi vòng vòng đây có chỗ nào nhiều sỏi không ta. Cái này phải sỏi không vậy? Sỏi hay là... À, chính là sỏi. Đây rồi, đây rồi. Hôm nay mình chế tạo bê tông khá là nhiều á. Thành thử ra hết sỏi mất tiêu rồi. Mình phải đi kiếm thêm nguồn sỏi để mình mang về. Và tiếp tục sử dụng nó vào công cuộc chế tạo bê tông ha. Quá trời ngốn sỏi rồi. Để hôm nữa mình đi khám phá mình kiếm coi có cái ngọn núi nào nhiều nhiều sỏi không á. Thông thường thì sỏi ngoài xuất hiện ở dưới những cái hồ giống như vậy. Thì trên những cái ngọn núi cao cao á, lâu lâu nó cũng có rất là nhiều sỏi nữa. Đó là hai nơi mà mình thấy lý tưởng nhất để cho mình kiếm sỏi ha. Bây giờ thì lấy nốt số này thôi. Mình nghĩ như đây chắc cũng đủ để mình chế tạo rồi. Tại vì mỗi lần làm nó cũng cho khá là nhiều ha. Đấy, đấy, đấy. Giờ thì mấy con quái xuất hiện hộ mình cái ngang. U là trời. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Bây giờ thì mình có thể áp ca đây để đợi cho những cái hàng dưa hấu này á
nó phát triển á, rồi chúng ta sẽ thu hoạch thử coi coi một lần thu hoạch nó được tổng cộng là bao nhiêu nha. Mình nghĩ chắc cũng khá là mệt mỏi chứ không có giỡn đâu. A few moments later. Tập trung chuyên môn nha, bây giờ có nên dọn dẹp kho đồ lại cái không ta? Được đó nha, mình sẽ cắt hết đồ của mình vô trong một cái rương trước đi. Ui, đâu ra gì? Bậy rồi, đâu được, hôm bữa mới nổ chỗ nấu đồ tôi rồi, giờ nổ ngay cái rương tôi nữa, đâu được. Mấy bạn này kỳ ghê, mấy bạn học sinh này quá là hư rồi. Không được. Giờ mình sẽ coi một lần mình sẽ thu hoạch được tổng cộng là bao nhiêu nha. Cái rương mình chứ không hết đồ của mình nữa chứ, khổ thiệt. Rồi, để coi, một lần thu hoạch thì mình sẽ có tổng cộng là bao nhiêu trái bí ngô ha, hết cái farm này luôn. Bắt đầu từ hàng chính giữa đi ha, tại vì mấy hàng kia mình không đi vô được. Rồi, thu hoạch thôi. Mình có cài hai hiệu ứng là đào nhanh cũng như là chạy nhanh ha, để tiện cho cái công cuộc thu hoạch hơn. Đó, vừa có chạy nhanh và đào nhanh thích ghê luôn á. Thu hoạch quá là sướng luôn. Rồi, một hàng như vậy có vẻ cho mình khá là nhiều đây. Rồi, một hàng mình sẽ được bao nhiêu stack? 2 stack và 40 trái. Để bây giờ mình thu hoạch hết một lần luôn đi. Hôm bữa bí ngô thì mình lười quá, mình thu hoạch có một lần à. Bây giờ mình sẽ thu hoạch hết luôn ha. Nè, mình đi tới xong, bây giờ mình hoành lại nó lại mọc thêm kìa, thấy không? Bí ngô nó rất là mau lớn luôn. Thu hoạch hơi bị đã. Trời ơi, ta nói thu hoạch xong có nửa cái ruộng bí ngô thôi. Ủa, nửa ruộng dưa hấu thôi. Nó đã gì đâu tao. Sướng. Rồi, và nửa cái ruộng thì mình sẽ được bao nhiêu đây bí ngô ha. Và trong lúc mình thu hoạch thì nó đã mọc rải rác rồi kìa. Các bạn thấy rồi đấy, cái tốc độ mà mọc ra những trái dưa hấu nó rất là mau luôn. Cái này nửa ruộng thôi mà mình đã gần full một cái kho đồ rồi nè. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 x 3, 8 x 3 là 24. Gần 24 stack dưa hấu cho một lần thu hoạch. Mà một stack là 64 đúng không? Mình sẽ nhân lên thì mình sẽ được 1.500, cỡ 1.500 dưa hấu cho một cái lần thu hoạch nửa ruộng đó. Như vậy một ruộng thì mình sẽ thu hoạch cỡ 3.000 bí ngô. Sao lại là bí ngô là dưa hấu? Trời ơi, bị liệu dưa bí ngô hoài. Như vậy một cái ruộng này mình sẽ có được 3.000 dưa hấu nếu như mình thu hoạch hết ha. Và mất khoảng 15 phút để cho những trái bí ngô, ủa những trái dưa hấu này nó mọc lại. Như vậy coi, thu hoạch 10 phút, đợi 10 phút. Như vậy một tiếng mình là sẽ thu hoạch cỡ 9.000 bí ngô. What the hell? Vậy là sắp tới chắc mình xây vài căn biệt thự nữa mà bằng dưa hấu này quá. Quá trời giàu rồi. Ồ, ở đây có hả, thu hoạch luôn. Đó, thấy chưa, nó rất là mau mọc luôn á. Đã gì đâu á. Rồi, người ta thường nói bao lâu thì bán được 1 tỷ á mẹ, còn mình thì bao lâu sẽ hái được 1 tỷ trái dưa hấu. Cái này chắc cũng hơi lâu á nha, không giỡn đâu. Rồi, sơ sơ vậy thôi ha. Ồ, nhưng mà khoan, nãy giờ mình thu hoạch cũng mệt rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang công đoạn trang trí đi. Bên kia thì mình xây một trái bí ngô, còn bên này mình xây trái dưa hấu thì nó kỳ quá. Hay là bây giờ mình chơi nổi hơn xíu đi. Mình chơi là mình làm nguyên một miếng dưa hấu ha, chứ không một trái. Cái trái thì nhìn nó đâu có mờ lem được. Mình sẽ xây cái miếng dưa hấu ha. Đó, nhìn nó sẽ mờ lem hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình chưa có cái màu xanh nè. Cái màu xanh mình chưa có. Không biết là còn cái vật liệu nào nó có thể đổi ra được màu xanh để mình làm bê tông xanh không ta? Chứ bây giờ màu xanh là mình không có rồi. Ê, có. Màu xanh mình chơi bí ngô luôn. Đúng. Nguyên liệu sẵn có luôn nè. Giờ thì mình chỉ cần về nhà làm mấy cái bê tông màu đỏ thôi. Để mình gom đồ của mình ra lại, rồi mình sẽ về nhà làm bê tông đỏ, rồi chuẩn bị cho công cuộc trang trí cho cái chỗ ruộng dưa hấu của mình nha. Tới công chuyện nữa. Rồi, và cái miếng dưa hấu khổng lồ này mình sẽ xây ở giữa tiếp ha. Ở giữa chắc là ngay đây đi. Ủa, nhưng mà bây giờ khó ở chỗ là mình sẽ làm một cái đường cong nè. Phải đường cong, làm cái đường cong cho cái miếng dưa hấu này nhìn nó mới giống thiệt nhất nè.
Giờ mình sẽ xay trước như vậy đi ha. Rồi xay lên miếng. Đây đây. Đủ cong chưa? Xay đường cong coi, bắt chước cái này coi. Ha. À. Cái này là mình phải ra 2 ô mới được. 2 ô rồi hẳn đi lên tiếp ha. Như vậy thì nó sẽ giống cái miếng dưa hấu mà mình đang cầm nhất luôn. Này ra đây 2 miếng. Ủa 2 ô. Miếng cái gì không biết có ăn được đâu mà miếng. Đây, 2 ô. Đó. Nó sẽ cong lên như đây đủ chưa? Ok, như đây là tạm rồi đó. Rồi mình sẽ kéo nó dài ra một tí ha. Cho thành cái miếng dưa hấu khổng lồ luôn. Đủ bự chưa? Qua đây một xíu. Bên đây thì nó sẽ lên cao hơn bên đó một tí nha. Tại vì cái miếng dưa hấu mình đang cầm nó hơi xéo xéo nè. Rồi mình sẽ lên 2 ô ở đây. Qua đây 1 ô thôi. 1 ô tiếp. 1 ô tiếp luôn. Rồi sẽ dốc lên. Rồi nó sẽ quẹo vô trong một xíu nè. Đó, mình sẽ vừa nhìn cái miếng bí ngô mà trên kho đồ mình bắt chước mình xây theo ha. Rồi, giờ ngắm lại coi. Sao nhìn miếng dưa hấu nó kỳ kỳ sao ta? Miếng dưa hấu bị đột biến hay sao rồi? Cái này chắc phải lên cao xíu nữa, cái này lên thấp quá à. Lên cao xíu nữa mới giống lận. Lại coi, lần này thì sao? Hi. Đấy. Nó bắt đầu giống giống hơn một xíu rồi đó, nhưng mà khúc này thì chưa giống lắm nè. Mình sẽ kéo khúc này cho nó lên cao một tí ha. Đây. Rồi, gì thì sao? Nhìn nó cứ bị kỳ kỳ ấy. Chắc mình còn dư một vài cái chi tiết thừa, chẳng hạn như chỗ này nè, nó bị thừa. Không 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 không, bên này mới thiếu, bên này mới thiếu chi tiết nè. Đây mình sẽ thêm một tí vào ha. Coi coi nó có đỡ hơn không. Rồi nhìn cho cái miếng sau miếng dưa hấu nhìn nó đầy đặn tí là được à. Ờ gì thì bị đầy đặn quá. Xây một hồi quạo là xây nguyên cái trái dưa hấu luôn á, chứ không xây miếng nữa. Rồi trước mắt là mình sẽ xây tầm 2 lớp ha, để làm cái lớp vỏ cho cái miếng dưa hấu này. Sẽ xây thêm một lớp nữa. Kéo dài qua tới bên đây luôn. Xong cái phần vỏ ở phía bên này rồi đó nha. Giờ tới vỏ bên này. Ô chà, chù chà, chù chà. Xây ban đêm luôn hả? Căng vậy nha. Có nên đi ngủ không? Thôi, ở đây không có con nào lên được á, nên chắc mình cũng không cần phải đi ngủ ha. Khá là an toàn luôn. Rồi, mình đã xây xong cái vỏ dưa hấu rồi. Giờ thì chúng ta sẽ xây tới cái phần... xét cái phần thịt dưa hấu một tí ha. Mình sẽ sử dụng những cái bê tông màu trắng. Đây. Đây là thứ mình cần. Bê tông trắng. Mình sẽ xây một cái lớp mỏng tương tự cái lớp vỏ ha. Nó bằng cái lớp vỏ luôn á. Đó đó đó, chúng ta đã xây xong lớp thứ hai của miếng dưa hấu rồi. Đấy. Đỡ hơn rồi nè. Giờ thì mình sẽ xây một cái lớp dưa hấu dài từ đây chéo lên trên đó ha. Rồi, các bạn chuẩn bị giật mình nha, chuẩn bị giật mình nha. Chuẩn bị giật mình nè. Hi. Nhìn giống miếng dưa hấu chưa? Nhìn thử coi, so sánh coi. Cái này với cái đó. Sao thấy không giống chừng ta? Kìa. À, đúng rồi, thiếu hộp, thiếu hộp. Dưa hấu phải có hộp chứ. Quên nữa, hàng gì? Thấy sai sai. Dưa hấu là phải có vài cái hộp. Ăn rồi phun rồi chứ người ta chứ. Đây. Nhét cái hộp vô liền. Dưa hấu này hơi bị nhiều hộp luôn nha. Có sai quá không ta? Để mình nhìn từ xa coi nó có giống miếng dưa hấu không, hay là giống cái miếng miếng gì khác. Ồ, nhìn từ xa nó lại giống dưa hấu nè. Lại gần thì không giống lắm thôi, nhưng mà nhìn từ xa thì nó vẫn có cái nét gì đó giống dưa hấu ha. Mình nghĩ là mình nên sửa phía trên này lại một tí. Ngay trên này nè, cái đoạn này nhìn nó hơi thô nè. Gắn vô. Thích thì mình gắn như vậy cũng được, không sao hết. Đó, mình làm cho cái phần thịt dưa hấu nó nhiều nhiều hơn tí. Rồi, giờ thì ngắm lại cái. Wow, miếng dưa hấu quá là bự luôn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ chốt cái hình dáng của trái dưa hấu này như vậy luôn đi ha. Có miếng dưa hấu này như vậy luôn đi ha. Để làm điểm nhấn cho cái khu vực này thôi. Chủ yếu là nhìn từ xa à. Nè ví dụ ở đây mình nhìn qua là mình biết đó là khu vực farm dưa hấu liền ha. Còn
phía sau là cái trái bí ngô thì khá là dễ nhận biết rồi. Đó. Thôi kệ, miễn sao có cái trang trí cho khu vực ruộng dưa hấu của mình nó đỡ trống hơn là được à. Rồi, và như vậy thì dự án này cũng đã được mình thực hiện xong rồi ha. Bây giờ thì cất đồ để chuẩn bị cho công việc khác thôi. Chứ nãy giờ trồng dưa quá 180 phút rồi đó, sắp bị lú tới nơi rồi. Mà tình hình á là cái biệt thự của mình hiện tại nó cũng khá là bự rồi, nhìn cũng khá là hoành tráng đó. Đây mình sẽ vô biệt thự ha. À, quá lộng lẫy, nhưng mà trong này chưa có ai hết ngoài mình. Thế nên á, mình đang muốn dắt một vài bác dân làng nào đó về đây, giống như là làm quản gia cho cái biệt thự của mình. Giống như là ngồi làm quầy tiếp tân vậy đó. Ôi nhưng mà chắc nhiều bạn cũng để ý cái bảng này đúng không? Ở đây là cái bảng gì? Không phận sự, cắm lên lầu. Really nigga? Ui giời ơi, hợp lý quá. Kiểu như khi mà mình lười quá, không có trang trí tầng trên á, thì gắn cái bảng này vô là xong. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Kiểu như ở trên nó có sự cố gì á, thế là không ai lên, mình cũng không lên luôn. Ngoài ra thì mình cũng có gom gom một số khoáng sản của mình, sau đó là một cái căn phòng đặc biệt ha. Tại vì bên đây còn dư nè, nên mình sẽ làm một cái căn phòng kho báu. Ở đây là nơi để mình cất giữ vàng, kim cương, sắt và ngọc lục bảo ha. Nói chung cái này để trang trí thôi, còn cái này giống như là bẫy vậy đó. Ví dụ ai mà bất cẩn ham hố chạy lên đây là lọt xuống đây ráng chịu. Nhưng mà mình cũng có thiết kế những cái thang leo, ví dụ mà rớt xuống dưới ha, thì mình có thể trèo lên và vẫn còn sống á, chứ không có triệt luôn đường sống của người ta đâu. Thật ra cái đó là dành cho mình á, chứ không dành cho ai đâu. Mình ưa bất cẩn á, nên tốt nhất là làm sẵn cái thang leo, có gì mình trèo lên ha. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ đi chọn một cái người quản gia thôi. Gần nhà mình còn có một cái ngôi làng nữa mà, yên tâm. Bên đó kiểu gì cũng còn dân làng à. Đi, giờ chọn quản gia thôi, tìm cái bác nào đó đẹp trai một xíu. Coi coi làng này có bác nào đẹp trai không ta. Trời. Nhìn đây, cảnh này hơi nhạy cảm nha, cảnh này hơi nhạy cảm nha. Chỗ thanh thiên bạch nhật mà ôm huân các thứ là thấy hơi kỳ rồi đó. Nhìn cái gì? Nhìn là bắt về luôn, nhìn cái là 10.000. Nhìn cái là leo lên xuồng. Leo lên xuồng. Ồ, cái bác này ly ta. Nhìn cái là leo lên xuồng. Nhìn dám nhìn điểu mình hả? Nhìn này, ui. Đặt xuồng khó vậy? Đặt xuống. Né cái gì? Né hộ đi. Dám nhìn mình hả? Này thì nhìn nè, đi về. Nhìn cái là về làm quán gia luôn. Đấy, bác này đang... Ông không được. Cái bác này giang hồ đồn đại là bị đợn. Quên, không được. Ít ra là bác dân làng làm quán gia cũng phải có cái nghề gì đó trong tay chứ. Không thể tuyển mấy bác bị đợn vậy được. Tuyển thì lỡ bán cái biệt thự mình luôn rồi sao, đâu được. Không được. Cái bác này bỏ cái nghề cũ đi, về dạy bác nghề mới, mệt quá. Thôi thất nghiệp đi, về nhà cho cái nghề quản gia hơi bị xịn luôn. Nghề này là mới cập nhật đó, mình mới cập nhật vô á. Chứ trong Minecraft không có đâu. Mình tự chế đó. Ê, vậy thôi. Nhưng mà dẫn tới đây. Ê. Ồ, có cái bác này cũng được nè, bác này mặc đồ đẹp nè. Cá nóc. San hô luôn. San hô. Mình chưa tìm được chỗ có rạn san hô. Mua thôi. Chúng ta sẽ lấy ngọc lục đảo mua san hô lẻ. Hàng hiếm. Lâu cái có mấy bác thương nhân bán đồ xịn sò thì sự. Đây. Ủng hộ bác nha. Mua sạch san hô luôn. 8 cái san hô. Sô cá nóc hả, mua luôn. Mua ủng hộ. Rồi, quá đã. Có cái để trang trí tiếp rồi. Mà mình không có bảng tên thôi, mình có bảng tên mình bắt cái bác này vô làm quán gia mình luôn. Mặc đồ quá trời đẹp nè. Bác này thì nãy thất nghiệp rồi nên không còn đồ đẹp nữa. Giờ mình cần phải dọn cái chỗ này ra thì mới chở cái bác quản gia vô nhà được. Chặt này. Ngoài đó có đường đi rồi đó. Này mở rộng ra xíu. Rồi vô.
Bác kia muốn thì vô nha, trong đây còn tiễn một quán gia nữa đó. Đúng rồi, vô nhà đi bác. Vô đây đi, sợ gì. Kiểu bây giờ mình phải gán lôi kéo càng nhiều dân làng vô cái biệt thự của mình càng tốt ha. Rồi rồi rồi, một bát. Xong phen. Ê nha. Sao phát sáng lên vậy? Nè, cho học nghề cũ nè, yêu nghề chứ gì. Cho học nghề cũ đó. Giờ mình lấy thêm cái thuyền nữa thì mới đủ. Ơi, ở đây như còn gỗ hay sao á? Bữa mình xây còn dư quá trời mà. Nè, còn gỗ quá trời nè. Làm thêm ít cái thuyền đi. Để chở tiếp cái bác quản gia thứ hai coi. Đây. Con bệnh chở tiếp bác thứ hai nào. Lẹ đi, trời tối rồi. Nhìn xung quanh coi. Bây giờ mà tự nhiên có con Gripper nó chạy lại là mình với bác dân làng lên thiên đàng luôn đó. Không có giỡn đâu. Thôi, giờ muốn vô biệt thự thôi chứ không muốn lên thiên đàng đâu. Rồi, bác này thì qua bên đây nha. Trời 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 trời. Dân chơi KS nghề của người ta bác. Người ta ngồi đó cả buổi trời người ta chưa học được, bác này đi vô cái học luôn à. Mèn đét ơi. 2022 rồi còn chơi giành nghề với người ta nữa. Hơn là bác kia hiền đó, gặp mấy bác nào nóng tính là nhảy xuống xuồng á. Đấm bác không chịu phát nào rồi. KS nghề nữa chứ. Rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu kiểu như là set up một cái chỗ cho hai bác này bắt đầu làm việc ha. Để mình coi suy nghĩ làm sao mà trang trí chỗ này giống như cái bục tiếp tân nhất. Thôi nhưng mà trước mắt thì chắc mình phải đi ngủ rồi đã. Đi ngủ đi. Làm gì ban đêm ban hôm hơi nguy hiểm. Giờ cách đơn giản nhất là mình sẽ không cho bác này ra trước ha. Rồi sau đó trang trí bên trong sao cũng được. Lót thảm các thứ sao. Rồi. Rồi bác được tự do đi lại trong đây rồi đó. Giờ thì tới làm cái quầy tiếp tân cho bác này nè. Trang trí một vài thứ lặt vặt vô cho nó bớt trống hơn á. Ừ cái này giống như là làm đây một cái bàn đi. Cái này giống như là cái micro của bác ấy ha. Đó. Còn cái này là cái gì cũng không biết luôn. Nói chung thì trang trí vào ha. Ở đây thì sẽ có một vài cái khung. Mình sẽ treo nó tạm lên phía trước này được không? Ồ, nó bị vướng rồi, không cho treo phía trước rồi. Vậy đành phải treo hai bên này. Sẽ gắn hai cái pháo bông vô. Đó. Trang trí sơ qua. Còn ở phía dưới này, mình nghĩ lót thảm thì nó sẽ là đẹp nhất ha. Nên chắc một xíu mình sẽ lấy thảm mình lót vào. Giờ thì để mình ra ngoài một cái. Ê, tranh thủ đi ra. Không thôi bác này chạy. Đó, định chạy liền, ai cho chạy. Mặt trước thì mình sẽ che lại bằng những cái cửa sập ha. Giống như vậy. Như thế thì mình đã có được một cái quầy tiếp tân tương đối là ok rồi. Còn cái này muốn thực hơn á, giống như ngoài đời hơn thì mình sẽ đập hai chỗ này ra ha. Giống như đây là chỗ để mình có thể giao tiếp với cái người tiếp tân nè. Khá là hợp lý luôn đó. Và tương tự mình sẽ làm cho cái bác bên này một cái quầy Iran bác bên đó ha. Ngủ xong rồi xé thức dậy chào hai nhân viên mới thôi, hai bác quản gia mới ha. Trời, coi quay thích chưa kìa. Khoái liền, làm cho cái chỗ khoái liền. Còn bác bên đây thì mình sẽ trang trí cho nó khác một xíu ha. Nhưng mà mình có đặt cái khối khối đó là khối vẽ bản đồ. Nhưng mà sao bác này không chịu học ta. Mình thấy cái bác mà làm nghề vẽ bản đồ đeo cái mắt kiến nhìn rất là đẹp luôn. Nên mình muốn cho bác ấy đeo mắt kiến nhưng mà không chịu đeo nè. Chê sao rồi. Ta set up cái chỗ làm việc hơi bị đẹp luôn. Chê. Đòi hỏi tháng này không nhận lương. Bác này phần thưởng là hai lần trao đổi ha. Mà từ từ mình đổi sao đi. Lương gì không biết có bèo không nữa. Rồi ví dụ bèo rồi mấy bác này có chịu làm việc tiếp cho mình không ta. Mà dễ vậy. Ơi. Mới hù dỗ xong học rồi nè. Mới chịu học nghe nè. Đeo mắt kiến vô rồi. Đó nhân viên là phải mặc đồng phục. Đeo mắt kiến đàng hoàng vậy thì cuối tháng mới có lương nghe không. Rồi hai bác cứ tập trung làm việc đi. Không thôi là hiểu số phận ha. Bên đây là có cái phòng dành riêng cho mấy cái bác nào lì luôn nè. Lì là xuống dưới tắm. Không nói nhiều. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ làm thêm một vài cái thành tựu nữa mà mình chưa có kịp làm á. Ở bên phần phiêu lưu thì mình còn hai cái nhiệm vụ
là một, nhìn vào chú chim. Hai là nhìn vào con rồng. Đằng trước mình đánh rồng mình quên nhìn con rồng cái hả đánh? Quên mất. Thôi thì bây giờ mình sẽ làm một cái thành tựu ở đây đi. Đó chính là tình huống nhớp nháp ha. Cái này thì mình cần phải nhảy vô một khối mật ong để giảm sát thương á. Khối mật ong thì mình sẽ có ở đây. Hình như 4 cái là làm được một khối rồi. Ủa? Ủa phải không vậy? Hay là 4 cái chai vậy? À, 4 cái chai mật ong thì mới làm được một cái khối mật ong á. Ồ. Căng đét, căng đét. Rồi mình sẽ múc thêm một xíu mật ong nữa để cho vô đây tiếp. Nói chung thì thu hoạch mật ong khá là mau ha. Ở đây rất là nhiều ong nên làm việc rất là mau, là nhanh có mật luôn. Và cái này mình muốn test thử coi cái khả năng giảm sát thương của nó như thế nào đây. Ở đây mình có chỗ nào cao cao không ta? À có. Từ từ. Mình xách theo một cái vật tổ trường sinh cái đã. Mình xách theo là các bạn cũng biết được chỗ đó là chỗ nào rồi đúng không? Rồi đây. Chỗ hôm qua mình mới nhảy hụt đó. Bữa nay quay lại đó trả thù coi. Chẳng lẽ bây giờ nhảy hụt cái nữa sao đúng không? Chẳng lẽ Sukana vậy? Cái gì cũng phải có cơ hội sửa sai ha. Lần này mình sẽ thử sửa sai coi coi có được hay không. Hay là sai lầm nối tiếp sai lầm đây. Hồi hộp quá à. Rồi và chỗ đó thì nó sẽ nằm ở dưới này luôn ha. Đây ngay dưới này. Rồi đáp xuống. Ngay vị trí này ha. Mình sẽ đặt vào cái khối mật ong. Không biết khả năng giảm sát thương của nó là như thế nào nữa nè. Hơi căng đó. Lên đỉnh núi tiếp thôi. Mưa luôn rồi. No, chuẩn bị nhảy mình mưa. Ủa giảm tầm nhìn rồi sao người ta thấy đường mà nhảy. Thời tiết không ủng hộ rồi. No. Không lẽ mình lại hy sinh một cái vật tổ trường sinh nữa hay sao? Lần này mình sẽ nhắm cho thật là kỹ nha. Đâu rồi, khói mật ong đâu? Khói mật ong đâu? Kia kìa, khói mật ong của mình kia kìa. Ui da. Căng dữ ta. Bây giờ mình phải nhảy né cái lá đó. Né hai cái lá để đáp ngay khói mật ong đó. Thôi hồi hộp đó. Không sao, mình có thể làm được. Tự tin lên nào Lộc ơi. Cú nhảy thần thánh. Làm lại nào. Wow. Cái khối mật ong này giảm sát thương đúng nhiều luôn. Từ trên đỉnh núi kia mà mình rớt xuống đây chỉ mất cỡ nửa cây máu thôi. Ê bậy rồi Ripper. Thấy mình rớt xuống khoái lắm. Khối này nó giảm sát thương kinh thiệt. Nhưng mà sao mình vẫn chưa có cái thành tựu đó ta? Nhảy vào khối mật ong để giảm sát thương từ một cú rơi của bạn. Chưa đủ cao hả? Ủa? Mình thấy trên đó là cao lắm rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử nhảy ở vị trí gần hơn coi. Không mặc giáp luôn. Gì thì nó không có tính. Khó vậy, cái thành tựu này thấy vậy mà cũng không dễ làm ha. Thử lại nè. Hi. Ồ, vẫn chưa được nè. Kỳ vậy ta. Hình như cái khối mật ong này còn có thể giúp mình trượt nữa hay sao á. À, đây rồi. Tức là mình phải bám vào bên hông của khối mật ong thì mình mới có thể làm được cái thành tựu tình huống nhấp nháp ha. Khi mà mình bám vào khối mật ong thì nó sẽ rớt xuống từ từ á. Cũng rất là hay luôn. Kiểu rơi slow motion á. Ok. Và ngoài ra thì cái khối mật ong này nó còn giảm sát thương rất là nhiều cho mình khi mà mình té ha. Hay đó. Vì mà mốt thay vì mình đặt xô nước thì mình có thể dùng khối mật ong này cũng được ha. Xác suất thành công nó sẽ cao hơn là xô nước á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. We'll be right back.